Ái nữ mỹ nhân hiện thực Philippines Marian Rivera bộc lộ tài năng nghệ thuật y hiền mẹ. Marian Rivera vô cùng tự hào khi chứng kiến con gái thể hiện khả năng đánh đàn piano đầy điêu luyện. Nhờ việc sở hữu nhan sắc trong trẻo, kiều diễm Marian Rivera được nhiều khán giả ưu ái gọi cô với danh xưng mỹ nhân đẹp nhất Philippines. Hiện tại nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc với chồng là diễn viên Đinh Đông cùng hai con. Mới đây trên trang cá nhân, Marian Rivera không giấu khỏi sự hạnh phúc khi chứng kiến con gái Gia bộ lộ tài năng nghệ thuật trong lúc học với giáo viên. Ngay lập tức khoảnh khắc này đã thu hút sự chú ý từ một bộ phận khán giả. Trong đoạn video, dễ dàng nhận thấy Gia nắm bắt khá nhanh nhạy và có thể thực hiện cùng giáo viên trong quá trình học đánh đàn piano. Trước đó vào giữa năm ngoái, Marian Rivera từng vô tình dấy lên làn sóng trái chiều bởi có nhiều người cho rằng cô nhồi nhét và ép hai con học các môn năng khiếu liên quan đến nghệ thuật. Tuy nhiên, đa số người hâm mộ của nữ diễn viên lại cho rằng Marian Rivera chỉ đang cố gắng đem lại những điều tốt nhất cho các con. Trên trang cá nhân, Marian Rivera khá thoải mái trong việc chia sẻ những hình ảnh đời thường tới đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, nữ diễn viên luôn bày tỏ sự hạnh phúc, viên mãn khi nhắc về chồng cùng các con khi tâm sự với giới truyền thông. Sự thành công trong công việc cá nhân cùng đời tư êm ấm, vui vẻ của mỹ nhân đẹp nhất Philippines khiến không ít khán giả ghen tị và vô cùng ngưỡng mộ.